Ông đã bị bệnh trong thời kỳ dịch bệnh, đó là một giai đoạn rất khó khăn, đặc biệt là khi ông ở trong viện dưỡng lão, chúng tôi thường rất lâu mới có thể gặp ông một lần. Ông gầm lên, ta muốn về nhà, bố so lưng tôi, chúng con luôn ở đây, chúng ta mãi là gia đình của ông, bố nói với ông. Có phải là con không, anh Huy, ông hỏi. Ông lại nhớ nhầm rồi, đó là anh của con, con là con trai của ông, bố thở dài, ông nhíu mày, ta lấy đâu ra con trai, ta còn trẻ lắm, chưa có vợ, còn không sao chứ, anh Huy, còn có đập đầu vào đâu không? Mỗi lần chúng tôi đều nói với ông rằng ông đang sống trong một ngôi nhà mới, và ông nhanh chóng quên mất điều đó. Nhưng nếu ông nhận ra rằng cả đời ông phải sống trong viện dưỡng lão, ông sẽ rất buồn. Tuy nhiên, ông có một người ông thích là Mạn Ngọc, bố và tôi đều biết chuyện này. Mạn Ngọc là một y tá vui vẻ, ông thích cô nhất ở đây. Cô ấy rất quyền rũ và tử tế. Bố và tôi thường đùa rằng ông luôn cầu gắt và ít nói với chúng tôi, nhưng mỗi khi Mạn Ngọc bước vào phòng, ông sáng bừng như một ngọn đèn. Chào Long Ca, hôm nay trông anh thật bảnh bao. Chào Mạn Ngọc, ông mỉm cười. Sau đó, tôi biết từ bố rằng Mạn Ngọc trông rất giống bà tôi, cũng có mái tóc đỏ và làn da trắng mịn. Tôi chưa từng gặp bà, bà đã mất trước khi tôi ra đời. Có lẽ ông đã coi Mạn Ngọc là vợ mình. Xin lỗi, trí nhớ của bố tôi không tốt lắm, bố ngượng ngùng nói với Mạn Ngọc. Ông đối xử với tôi rất lịch sự mà, cô ấy cười. Ở nơi này, nhiều người thường cáu gắt, nhưng ông của cậu lại khá dễ thương, thế nên ông là người tôi thích nhất ở đây. Nghe những lời đó làm tôi thấy hơi lạ, trước đó ông còn nhầm lẫn và trong lúc mạn ngọc chăm sóc ông đã vỗ nhẹ vào mông cô lúc đó chúng tôi đều có mặt may mà mạn ngọc không nổi giận tôi đã quen rồi cô cười nói một tuần sau chúng tôi rơi vào tình trạng phong tỏa bố và tôi ở nhà của mỗi người cả hai đều rất muốn đến thăm ông nhưng lần tới khi chúng tôi đến thì ông đã yếu đi nhiều ông không khỏe rồi mạn ngọc nói qua điện thoại chúng tôi chạy đến ngay nhưng khi đến viện dưỡng lão, ông vẫn như mọi khi, không có gì lạ, nhưng tôi để ý thấy Mạn Ngọc có chút khác biệt, cô ấy mỉm cười một cách kỳ quái, "Bố và tôi đi lấy hai cái ghế từ nhà ăn và ngồi cạnh ông." Hôm nay ông như thế này mấy lần rồi, tình trạng không ổn định, Mạn Ngọc lạnh lùng trả lời. "Vậy sao cô không làm gì đi?" Bố giận dữ hét lên, "Để tôi đi gọi xe cứu thương." Cô ấy nói, trước khi các nhân viên y tế đến, ông đã qua đời, bố khóc nức nở trên giường, mấy nhân viên y tế đến an ủi ông nhưng bị đẩy ra. Mạn Ngọc đứng ở góc phòng, với vẻ mặt lạnh lùng, quan sát chúng tôi, không tỏ ra buồn chút nào. Cuộc điều tra về cái chết của ông tôi cho thấy Mạn Ngọc đã tiêm cho ông năm 10 mũi insulin, dù ông không hề bị tiểu đường. Bố và tôi phẫn nộ, mắng chửi cô, nhưng cô không đưa ra lời giải thích hợp lý. Chúng tôi không hiểu tại sao cô lại tiêm insulin cho ông, nhưng tôi cảm thấy cô hoàn toàn vô nhân tính, có thể làm vậy với một người thích mình. Các người hỏi tại sao tôi làm điều này? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi thích ông ấy, tôi không muốn thấy ông ấy chịu đau khổ nữa. Các người không biết ông ấy đã sống khổ sở như thế nào sao?" Mạn Ngọc giả vờ khóc, nhưng tôi có thể nhận ra nụ cười trên khóe miệng cô. "Đây không phải điều cô nên làm." Thẩm Phàm nói. "Ông ấy mãi mãi là người tôi thích nhất." Mạn Ngọc mỉm cười đắc thắng khi bị đưa ra khỏi tòa án.